Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chính trường Việt Nam đóng bỏng trước Đại hội Trung ương 11. Từ khoảng cuối năm 2018 bắt đầu xuất hiện một thông tin ngoài lề đầy gợi cảm và biến động, có một khả năng là Nguyễn Phú Trọng sẽ chuyển giao quyền lực Tổng Bí thư cho một người thân tín, chẳng hạn như Trần Quốc Vượng, mà chỉ ngồi ghế chủ tịch nước và cùng với nhân sự cấp chiến lược Trần Quốc Vượng. Còn một cái tên khác, chiến lược khác cũng được nêu ra như một phương án thay thế vị trí thủ tướng hiện thời Vương Đình Huệ. Theo dư luận, không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây xuất hiện những đồn đoán về Huệ sửa số liệu hay vụ chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh mà bị xem là có liên quan đến phạm vi hoạt động của Phạm Minh Chính và vài ủy viên Bộ Chính trị khác. Trong khi đó, quan chức được xem là đàn em thân tín của Nguyễn Xuân Phúc là Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng và từng có thời được coi là bất khả xâm phạm dù Bí thư Đà Nẵng khi đó là Nguyễn Xuân Anh phải rớt đài thảm thiết, cũng đang được đồn đoán là sẽ vào lò. Không loại trừ cái tin Nguyễn Phú Trọng nghỉ Tổng Bí thư chỉ là một thủ thuật chính trị theo kiểu giả chết bắt quạ và bắt chết những tay mơ non chẹt kinh nghiệm nhưng ham hố ghế và háo đá. Nhưng vấn đề sức khỏe lại có vẻ như một thực tồn không tránh khỏi của ông Trọng từ năm 2018 đến nay. Nhiều thông tin ngoài lề về việc sức khỏe bác cả không được tốt lắm, lại thêm việc thân này ví sẻ làm đôi cho cả hai văn phòng Tổng Bí thư và Chủ tịch nước kể từ tháng 9 năm 2018 mà đã và sẽ khiến cho ông Trọng có thể rơi vào tình trạng phân tâm trầm trọng, dẫn tới hội chứng mệt mỏi thần kinh và thể trạng. Trong bối cảnh đó, và nếu một lúc nào đó Nguyễn Phú Trọng không chỉ có ý định mà còn buộc phải tự nguyện nhường lại cái ghế Tổng Bí thư cho người khác, hai ứng viên hàng đầu đã hoặc được sắp sẵn hoặc cố ngồi lên vị trí sắp sẵn đó, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hai tính cách khác nhau một trời một vực, trong khi Thủ tướng Phúc thậm chí còn được dần dàn đặt cho biệt danh là Phúc Nổ với đủ thứ giai thoại về đầu tàu kinh tế và tăng trưởng GDP tại các địa phương, mà ở đó ông ta lộ rõ chiến lược vận động để vị thế của mình được nâng lên một tầm cao mới. Trần Quốc Vượng lại chỉ nói quá ít so với Phúc, và trong khi Nguyễn Xuân Phúc được xem là một thế lực đang lên với mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thì Trần Quốc Vượng lại nghèo và kín đáo hơn nhiều. Tuy không phải không có dư luận về sân sau của nhân vật này. Hoặc Vượng, một quan chức bên đảng không có nhiều điều kiện tiếp xúc và vận động ở các tỉnh như Nguyễn Xuân Phúc, đã tìm ra một chiến thuật khôn ngoan ẩn mình trong im lặng. Chính thái độ được xem là khiêm tốn và không đam mê quyền lực ấy của Trần Quốc Vượng có thể đã chiếm được tình cảm của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng để Vượng được chính thức ngồi vào ngôi thái tử. Khác với thời tiền Đại hội 12, giai đoạn toàn đảng, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội 13, không những là cuộc chiến đánh vào các sân sau mà tính xung đột của nó máu lửa hơn nhiều bởi yếu tố hình sự hóa của cuộc chiến này, thể hiện bởi công an ở các cấp trung ương và cơ quan công an ở một số địa phương then chốt, những nơi đậm đà yếu tố phe cánh chính trị, lò sẽ được đốt từ dưới lên, từ trên xuống, và đến năm 2020 thì đốt ở khắp mọi nơi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà vào thời gian này bỗng dưng rên lên một dư luận trên mạng xã hội về chiếc đồng hồ đeo tay có trị giá đến nửa tỷ đồng của nhân vật quyền lực thấp nhất trong tam trụ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Còn cách đây không lâu, quan chức này đã bị dư luận tính sổ có đến ít nhất 300 bộ áo dài với trị giá ít nhất là 30 tỷ đồng. Cũng không thể ngẫu nhiên khi vào thời gian này, một trong những ứng cử viên của cái ghế Tổng Bí thư hoặc ghế đúc Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc bị dư luận mổ xẻ về căn bệnh giả số liệu của ông ta. Liên quan đến những thành tích tăng trưởng GDP rất ấn tượng, luôn trên 7%, bất chấp nền kinh tế Việt Nam đã sa chân vào tình trạng suy thoái trong 11 năm liên tiếp kể từ năm 2008, nhưng lại chẳng trưng ra được cơ sở thuyết phục nào cho cách tính ấn tượng đó. Hầu như đồng thời nổ ra vụ cái chết của một cháu bé tại trường mẫu giáo quốc tế Gateway, nơi được cho là có cổ phần chi phối của cô con gái rượu của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Hoặc lần đầu tiên, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dù không nằm trong tam trụ,
nhưng về thực chất lại là nhân vật quyền lực số 2 trong đảng cầm quyền, đã công khai ra đòn, đi cơ sở và tổ chức đoàn xe dài răng rặc là rất phản cảm. Cách nói vừa trống vừa không vừa tràn ngập tính ẩn dụ này đã khiến dư luận liên tưởng ngay đến đoàn xe siêu sang dài răng rặc của tân thủ tướng hồi đó là Nguyễn Xuân Phúc về Hội An, một thành phố miền Trung để vinh quy bái tổ vào năm 2016 và đã bị mạng xã hội lấy đó làm đề tài châm biếm thượng thặng cùng chỉ trích dữ dội. Khoảng thời gian này cũng là lần đầu tiên ứng cử viên số 1 và là truyền nhân đầu bảng của Nguyễn Phú Trọng là Trần Quốc Vượng bị đơn thư tố cáo tung lên mạng xã hội. Đơn thư này không hề đề cập đến hiện tượng 2D đất và đô của quan chức thường trực ban bí thư mà chỉ trích ông ta có thói ẩn mặt, điều giống hệt như Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện loạt bài viết hướng đến Đại hội 13 của tác giả ký tên Hoàng Việt với rất nhiều chi tiết ruột rà trong nội bộ đảng lẫn nội bộ ngành công an mà khiến người đọc phải hình dung ngay tác giả này là người trong tay trong thì mới có được những thông tin như thế. Những bài viết này chĩa mũi dùi vào một số quan chức Bộ Chính trị còn muốn đi tiếp và vươn lên một tầm cao mới, như Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và những quan chức cấp trung ủy như Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Hòa Bình, Chánh tòa án tối cao. Tự chung các yếu tố đấu đá trên là rất cần với không khí toàn đảng, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội 13. Nhưng ngay trước mắt là một đại hội rất quan trọng, Hội nghị Trung ương 11 sẽ diễn ra vào cuối năm 2019. Nếu Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5 năm 2019 chủ yếu sắp ghế cho 200 ủy viên Trung ương, thì Hội nghị Trung ương 11 thậm chí còn có tầm đại hội đảng với nhiệm vụ chốt danh sách sơ bộ các gương mặt ủy viên Bộ Chính trị cho khóa 13. Nếu Hội nghị Trung ương 10 chỉ là một cuộc đấu đá giữa những phe bé, thì Hội nghị Trung ương 11 mới thực sự là một cuộc sát phạt cá mập với nhau. Vào cuối năm 2018, Hội nghị Trung ương 9 đã lấy phiếu thăm dò tín nhiệm của các ủy viên Trung ương đối với Bộ Chính trị. Tuy nhiên, điều lạ lùng và mặc dù mục tiêu lấy phiếu thăm dò tín nhiệm được đảng cầm quyền cho báo chí công bố từ khá sớm, nhưng sau khi hội nghị này kết thúc và mãi cho đến nay vẫn không thấy đảng công bố kết quả phiếu thăm dò tín nhiệm của từng ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là với trường hợp đặc biệt Nguyễn Phú Trọng. Một số đánh giá cho rằng sở dĩ kết quả phiếu thăm dò tín nhiệm không được công bố hoặc bị che giấu đi như thế có thể là do kết quả đó không thật thuận lợi hoặc khá bất lợi đối với một số ủy viên Bộ Chính trị đầu não, nhất là ông Trọng. Ngay từ bây giờ, bầu không khí sát phạt đã trở nên thời tiền Đại hội 12 vào năm 2015. Khi đó, cuộc chiến không khoan nhượng, Trọng Dũng đã kéo theo những chiến dịch vừa PR vừa đánh đấm tưng bừng diễn ra trên một số trang mạng xã hội, nơi duy nhất được lợi dụng để tung tóe những màn thanh trừng chính trị. Vào tháng Giêng năm 2015, một cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm dành cho Bộ Chính trị đã diễn ra tại Hà Nội, tại Hội nghị Trung ương 10. Nhưng cũng như Hội nghị 9 vào cuối năm 2018, kết quả thăm dò phiếu tín nhiệm Đại hội Hội nghị 10 thời tiền Đại hội 12 đã không bao giờ được công bố. Tuy nhiên, theo rất nhiều thông tin công bố trên mạng xã hội mà cho tới nay vẫn không hề bị phản bác bởi các cơ quan của Đảng và của Chính phủ, trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bất ngờ leo lên bảng tín nhiệm tại Hà Nội tại Hội nghị Trung ương 10, thì Tổng Bí thư khi đó là Nguyễn Phú Trọng chỉ xếp lẹp đẹp ở hàng thứ 8. Kết quả không thấy về thăm dò tín nhiệm Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 9 cuối năm 2018 cho thấy ngay cả Nguyễn Phú Trọng, dù khi đó đã trở thành Tổng tịch vì xoán được cái ghế của kẻ chẳng may qua đời Trần Đại Quang, cùng quyền lực đã trở nên thượng đẳng, tập quyền đến mức chưa từng có, cũng không thể tự bảo đảm cho ông ta suất Chủ tịch nước hoặc Tổng Bí thư hoặc cả hai tại Đại hội 13 do phải đối phó với quá nhiều thù trong giặc ngoài. 3 năm sau Đại hội 12, một số nhóm quyền lực lợi ích cũ đã tạm lui vào hậu trường, nhường chỗ cho những nhóm quyền lực lợi ích mới.
Cuộc sát phạt này cũng hứa hẹn kịch tính và máu lửa không kém, không thua trận chiến hai cọp trước Đại hội 12. Chỉ có điều đặc thù của thời Đại hội mới đã được tô thắm bởi tính chất đa phe phái, đa trung tâm quyền lực hơn và do đó cũng kéo theo nhiều nhóm lợi ích hơn. Nếu cuộc chiến trước Đại hội 12 chủ yếu xoay quanh Trục, Trọng và Dũng, thì thế trận trước Đại hội 13 phong phú hơn khá nhiều. Các phe phái chủ yếu là phe chính phủ và phe đảng tranh giành quyền lực, còn Nguyễn Phú Trọng phải đối mặt với một nhóm đối thủ mà có thể bao gồm cả phe chính phủ lẫn phe đảng muốn triệt tiêu sự nghiệp cách mạng của ông ta. Dù Trần Quốc Vượng ngày càng củng cố tư thế ứng viên số 1 thay thế cho Nguyễn Phú Trọng, nếu ông Trọng không đủ sức khỏe để cống hiến lâu dài cho đất nước và nhân dân, cho đảng, bản thân ông Vượng lại phải đối phó với những nhóm quyền lực kiêm tài phiệt hung dữ mà có thể hất đổ ông ta vào bất cứ lúc nào. Ứng cử viên số 2 là CLMV Nguyễn Xuân Phúc, là quan chức được xem là hội tụ đầy đủ tư cách mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cho dù ông ta có vẻ không được sủng ái bởi Nguyễn Phú Trọng do cố tật nói quá nhiều, khoe khoang không kém của ông Phúc và lúc nào cũng kè kè cả đại gia bên cạnh ông Phúc. Nhưng không chỉ có thế, sau Vượng và Phúc còn có một lô quan chức khác như Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Minh Chính, Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Bình, Tô Lâm, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thiện Nhân và bất kỳ ai trong số đó cũng sẵn sàng và nhăm nhe chám vào vị trí của một kẻ bại trận bị văng ra võ đài nảy lửa. Cái cảnh hỗn chiến nhộn nhạo như thế đạp lên đầu giặc mà tiến ấy cứ thế diễn ra trong bối cảnh kẻ thù phương Bắc đang cho tàu quân thảo trên bãi Tư Chính như vào chốn vô chủ quyền. Con dân đất Việt một lần nữa lại rơi vào họa mất nước, còn toàn bộ lực lượng hải quân Việt Nam vẫn như thể kiên định bám bờ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi phát triển chương trình tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người được biết. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký. Hãy bấm vào nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.